Bạn nên tìm kiếm một học viện đào tạo thẩm mỹ chuyên nghiệp để trở thành một chuyên gia. Bạn mong muốn có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong ngành thẩm mỹ. Hiểu được điều đó, đến với viện đào tạo thẩm mỹ MGK, bạn không chỉ được đào tạo về chuyên môn mà còn được cung cấp những kỹ năng cần thiết để kinh doanh và quản lý một doanh nghiệp, một cơ sở thẩm mỹ. Với đội ngũ giảng viên chất lượng, trang thiết bị hiện đại tiên tiến và chương trình đào tạo đa dạng phong phú. Khi đến lên MCK á, mình đó được tiếp nhận với lại đội ngũ giảng viên rất là chu đáo và nhiệt tình, dạy dỗ mình một cách rất là tận tâm, từng ly từng tí. Mà đồng thời khi mà những cái gì mình không hiểu biết thì giáo viên có thể ra ngoài nói chuyện riêng, dạy riêng cho mình nữa. Đồng thời ở đây là học viên rất là chú tâm với công việc, tại vì mọi người đều có niềm đam mê họ mới đến đây, nếu không có niềm đam mê thì đâu có đến đây. Tại MGK, chúng tôi cung cấp cho học viên của mình cơ hội được thực hành trên các khách hàng thật sự, từ đó giúp họ trở thành những chuyên gia thẩm mỹ với đầy đủ sự tự tin và chuyên nghiệp. MGK cam kết là lựa chọn hoàn hảo để bạn khai thác được tiềm năng tối đa và là khởi nguồn cho sự nghiệp thẩm mỹ. MGK, khởi nguồn sự nghiệp, khởi sắc thành công.